Xin chào bạn, hôm nay làm cái video review cái kính EV100. Cái này thường tôi nhận hơi trang và có chính hãng. Em xin hỏi cái kính này thì bên trong kính bao gồm như sau. Đây là kính nữa. Lâu đấy. Tiếp theo thì pin. Pin 2S 1000 mAh. Giác sạc đây. Trong có tem miếng này miếng lâu kính nó sẽ đang sử dụng nhanh. Có 42 con. Test thử cái miếng này trong cái test thử khi mà chỉnh cái góc nhìn của mắt nó mặt nó bằng to thì chỉnh cái này kéo ra kéo dài kính ra, còn mặt bằng mắt bằng nhỏ kéo còn lại đó thì điều chỉnh được để chỉnh tiêu cự góc nhìn. Nghe thử cái đó camera ở VV này thử. Chưa bao giờ mình test thử như thế nào. Cái này là cổng cánh USB cho nó update cái tương quan, còn này là cái mic phone cắm vào nghe phone thôi. Lạnh nhé, đây là hai nút cho chỉnh cái tiêu cự góc nhìn. Kén tử bây giờ mình chỉ dò kênh của cái các bạn thấy chưa, thấy con số để là bền khác cần số 5. Các bạn muốn gọi là chỉnh tiêu cực phía dưới. Đây là cái kính. Giờ đó mình ken được cái kiến này thì mình bằng giữ nút ken này giữ là nó có hai thứ kia biết là ken thành công. Tại nó đang auto sạc. Chip. Cái kênh của camera các bạn đọc thêm vào cái nhận diện hiệu các chức năng mod, bớt mod để
trên mắt, làm sao giữ được lúc này cho đến khi mà lúc này cũng tao đã xem được nhiều cái vlog đã chơi xem được. Rồi, các bạn nhớ bấm nút like và subscribe kênh Bên Dưới nhé.